bóng đá trong vai trò như một minh chứng gần như đầy đủ nhất về sự đa dạng của cuộc sống. Tất nhiên không chỉ có ánh sáng và những gam màu đẹp mắt, ở đó chứa đầy những góc khuất u tối và những thảm họa tàn khốc. Đứng trên tất cả, cho đến tận bây giờ, có thể nói Calciopoli là vực thẳm sâu nhất trong lịch sử túc cầu thế giới. Bởi lẽ scandal năm đó đã làm rung chuyển bóng đá Ý cũng như toàn cầu. Tầm ảnh hưởng của nó đã vượt ra khỏi phạm vi của bóng đá. Sự tham lam tiền bạc và quyền lực chính trị đã đẩy những nhân vật kỳ cựu của làng túc cầu xứ sở Mỹ ống vào chốn tù tội. Trong đó không thể không kể đến cựu giám đốc điều hành của Juventus, Luciano Moggi, người đàn ông được mệnh danh là bố già của bóng đá Italia. Nhiều người tin rằng Calciopoli xuất hiện đúng lúc để thanh tẩy nền bóng đá Ý vốn đầy rẫy sự can thiệp của thế giới ngầm. Càng kỳ diệu hơn, đội tuyển Ý đã lên ngôi vô địch năm đó sau một hành trình đẫm nước mắt nhưng không thiếu những vinh quang chói lọi. Một hành trình với đầy đủ cung bậc cảm xúc và khiến người ta liên tưởng đến những câu chuyện thần thoại La Mã, nơi chứa đựng gốc tích của người Ý. Nhưng dường như chiếc cúp vô địch World Cup 2006 của thầy trò Marcello Lippi vẫn không đủ sức xua tan đi bóng tối đêm trường, để rồi phải mất rất lâu về sau, bóng đá Italia mới có thể lấy lại vị thế của mình ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Mà tiêu biểu là thành tích đáng nể của Juventus tại Champions League các năm 2015 và 2017, hay chiến tích thần kỳ mang tên Euro 2020 của đoàn quân dưới trướng huấn luyện viên Roberto Mancini. Vậy nên, Calciopoli được xem là bài học để đời cho những nhà làm bóng đá, nhằm tiến tới một nền bóng đá trong sạch ở đất nước hình chiếc ủng. Những ngày mùa hè năm 2006, nước Ý chìm trong dòng trạng thái buồn vui lẫn lộn. Đội tuyển bóng đá quốc gia của họ vừa xuất sắc giành lấy chức vô địch World Cup trên đất Đức. Nhưng tại quê nhà, mọi chuyện đang rối loạn với những nghi vấn về một đường dây dàn xếp tỷ số lớn chưa từng có. Mặc cho người ngoài cuộc còn chưa rõ thực hư thế nào thì phán xét đầu tiên đã được đưa ra. Juventus bị tước đi 2 Scudetto ở các mùa 2004-2005 và 2005-2006, phạt xếp cuối bảng mùa giải 2005-2006, đồng thời bị giáng xuống Serie B và phải bắt đầu mùa giải mới với điểm số âm 30. Nó thật sự là một bản án kinh hoàng dành cho đội bóng giàu thành tích nhất xứ sở Mì Ống. Đi sau Juventus là Milan, Lazio, Fiorentina và Reggina. Dựa theo án phạt ban đầu, Milan bị trừ 44 điểm vào thành tích Serie A mùa 2005-2006, trừ 15 điểm ở mùa 2006-2007 và bị loại khỏi cúp Champions League mùa ấy. Lazio và Fiorentina sẽ phải xuống chơi tại Serie B với số điểm lần lượt là âm 7 và âm 12. Tất nhiên cũng bị cấm tham dự các cúp châu Âu, còn lại Reggina thì bị trừ 15 điểm trong mùa giải mới. Vậy thực hư Calciopoli là như thế nào mà khiến cho cả nước Ý phải rúng động như vậy? Và những ai có liên quan đến vụ án này? Tất nhiên là không có bất cứ cầu thủ nào dính líu đến đường dây thao túng kết quả các trận đấu. Người được xem là chủ mưu phi vụ thế kỷ này là Luciano Moggi, giám đốc điều hành của Juventus khi ấy. Nếu như trong điện ảnh, nước Ý gợi cho người ta nhớ đến bố già Corleone khét tiếng và quyền lực, thao túng dường như vô hạn, thì hình ảnh Luciano Moggi cũng được báo giới tô vẽ thành một bố già không hơn không kém. Các cuộc điều tra cho rằng Luciano Moggi cùng với Antonio Giraudo, một người từng giữ chức danh giám đốc tại Juve, đã thao túng công tác sắp xếp trọng tài trong các trận đấu theo hướng có lợi cho đội bóng của họ. Không những thế, tầm ảnh hưởng của ông chủ Moggi còn lan sang cả công tác chuyển nhượng và phát sóng truyền hình. Một nhà báo đã nói đại khái rằng nếu không có Luciano Moggi thì bóng đá Ý cũng chẳng có thị trường chuyển nhượng. Một nguồn tin khác thì cho hay, Moggi từng tác động đến các quan chức nước Ý để điều chỉnh lịch thi đấu của Juve khi chính phủ có ý định hoãn các trận đấu bóng đá lại vào lúc giáo hoàng John Paul đệ nhị từ trần. Một cách chân thực hơn, có tờ báo còn mô tả lại một đoạn đối thoại giữa Moggi và Andrea Della Valle, cựu chủ sở hữu của Fiorentina, bàn về hoàn cảnh có nguy cơ xuống hạng của đội bóng áo tím như sau. Vấn đề là ông chẳng chịu đi tìm tôi sớm hơn. Thấy đấy, ông không hiểu mọi thứ vận hành như thế nào. Để xem tôi làm được gì, còn đội bóng của ông sẽ được đối xử tử tế hơn, nghe y hệt như phong cách của một ông trùm nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Dường như tất cả bằng chứng đều chỉ ra rằng Luciano Moggi là hình mẫu của việc lạm dụng quyền lực cá nhân để thống trị cả một thể chế. Và thế là sau phiên điều trần và điều tra kế tiếp nhau, đến tháng 11 năm 2011, Luciano Moggi bị kết án tù 5 năm 4 tháng. Ông cũng bị cấm tham gia vĩnh viễn vào các hoạt động bóng đá tại nước Ý. Vậy liệu rằng án phạt ấy đã là chính xác nhất? Công lý đã được thực thi và những kẻ có tội đã phải gánh chịu hậu quả hay chưa? Ở Italia, mọi chuyện không đơn giản như thế. Mafia Ý không đến từ ống kính máy quay, mà đến từ đời thực. Khả năng thao túng của thế lực ấy mạnh đến mức nhiều khi phán xét của toàn án chỉ là để dẹp yên dư luận mà thôi. Còn nội tình vụ việc thế nào thì còn lắm uẩn khúc mà ngày một ngày hai không thể làm sáng tỏ được, và có thể cũng sẽ chẳng bao giờ tường tận.
chúng ta sẽ đều có thể nhận thấy Inter là đội được hưởng lợi nhiều nhất từ scandal này. Chính họ được trao Scudetto mùa 2005-2006 từ tay Juve, thừa nước đục thả câu. Họ chiêu mộ Zlatan Ibrahimovic và Patrick Vieira từ lão bà, để rồi liên tục vô địch Serie A từ năm 2007 đến năm 2010. Khi các đối thủ chìm trong khủng hoảng, đội bóng áo xanh đen vươn lên thống trị toàn cõi nước Ý. Vậy nhưng trong vụ Calciopoli, Inter có thật sự hoàn toàn không liên quan gì? Người ta chỉ nhúng tay vào chạm khi lợi ích của họ thu về lớn hơn nhiều lần so với sự liều lĩnh xé ra pháp luật. Dấu hỏi được đặt ra là khi Juventus bị chỉ điểm như là kẻ cầm đầu Calciopoli ở thời điểm đó mà họ vẫn đang thống trị Serie A. Trong khi đó, Inter dù chưa có một chiếc cúp quốc nội nào từ năm 1989, với chỉ một danh hiệu đáng giá là UEFA Cup năm 1999. Sau khi Calciopoli khép lại, chính Nerazzurri là người thâu tóm những kẻ đào thoát khỏi vũng bùn gồm Zlatan Ibrahimovic, Patrick Vieira. Chủ tịch Massimo Moratti sau bao nhiêu năm đầu tư không thu lãi, cuối cùng cũng được nếm trái ngọt với bộ sưu tập đầy đủ các danh hiệu. Vậy động lực phạm tội của Juventus là gì? Và có phải bỗng nhiên mà hạnh phúc tình cờ rơi xuống đầu một Inter đang trên đà tuột dốc? Điều này e là không phải như vậy. Thứ nhất, mối quan hệ khăng khít giữa Telecom Italia, Liên đoàn bóng đá nước Ý và nhật báo Gazzetta dello Sport cũng như chủ tịch Massimo Moratti có thể là bằng chứng cho việc chủ tịch của Inter mới là kẻ giật dây Calciopoli từ đầu. Telecom Italia đã làm rúng động những ngày đầu hè năm 2006 với việc nắm giữ trong tay những cuộc băng nghe lén từ Luciano Moggi. Lúc đó, công ty truyền thông có trụ sở tại Rome, được đặt dưới quyền chỉ đạo của Marco Chiocchetti Provera, bạn thân của Moratti, cổ động lớn thứ hai của Inter. Gazzetta dello Sport là tờ báo đầu tiên tung những cuộc băng đó lên mặt báo. Vào thời điểm đó, thời báo thể thao này cũng nắm trong tay Carlo Buaja, phó chủ tịch Inter năm 1990. Bóng đá Ý bắt đầu rung chuyển mạnh thật sự. Inter cũng gần như là ông lớn duy nhất không bị điều trần. Những cuộc băng thu âm trên điện thoại cá nhân của Moratti biến mất một cách bí ẩn, và 12.000 cuộc băng liên quan đến Luciano Moggi, Antonio Giraudo và công tác phân công trọng tài lại có thể được nghe rõ từng câu từng chữ. Ngay cả David Lippi, con trai của Marcello Lippi và Alessandro Moggi, con trai của Luciano Moggi, cũng bị tòa án Napoli điều tra về công tác môi giới cầu thủ của họ. Trong khi đó, hai thương vụ chiêu mộ Adriano và Dijan Stankovic được cho là mập mờ của Inter hồi năm 2004 thì không hề bị đụng đến. Inter ngay lập tức được trao Scudetto 2005-2006 và tuyên bố đó là quyết định chung của liên đoàn. Với cái cớ Serie A cần nhà vô địch để gửi danh sách tham dự cúp châu Âu, hành vi lấy cúp cậy quyền khá nóng vội này có thể chính là gốc rễ của Calciopoli và cũng chính là điểm khởi nguồn cho những hoài nghi hướng về phía Inter Milan. Thứ hai, Christian Vieri đã trực tiếp cáo buộc Calciopoli là sản phẩm do một tay Moratti giàn dựng. Tại sao lời nói của Vieri lại có trọng lượng như vậy? Bởi tất cả các cầu thủ Inter đều biết kế hoạch của Moratti nhưng phải giữ im lặng vì miếng cơm manh áo. Còn riêng chân sút này lại có mâu thuẫn với vị chủ tịch, anh quyết định phanh phui tất cả. Anh cho biết Moratti và Provera đã cấu kết với các công ty truyền thông để nghe lén các vị quan chức của các câu lạc bộ hàng đầu Serie A, với mục tiêu cuối cùng là đẩy tất cả xuống hạng chứ không chỉ là Juventus hòng tạo ra vị thế lâu dài cho Nerazzurri. Thực tế đã chứng minh Moratti hiểu rằng Inter không đủ lực để thống trị Serie A. Từ khi Ronaldo béo rời sân Giuseppe Meazza, chất lượng các cầu thủ ngoại của Inter có xu hướng giảm dần. Trong khi đó các cầu thủ nội cũng không đáp ứng được chuyên môn. Việc chỉ có duy nhất Marco Materazzi góp mặt trong đội hình đội tuyển Ý dự Euro 2008 và không một ai thuộc biên chế Nerazzurri đến Nam Phi là minh chứng cho thấy Inter không còn là một đội bóng mạnh. Moratti đã nhìn thấy trước tất cả và kịp thời ra tay. Cho đến ngày nay, những hậu quả mà Calciopoli để lại là rất lớn. Không chỉ có Juventus mà toàn bộ nền bóng đá xứ sở mì ống. Ngày 27 tháng 6 năm 2006, Pesotto rơi từ tầng 2 trụ sở Juventus xuống đất và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Kết luận pháp y cho rằng anh đã tự tử. Ngày 31 tháng 8 năm 2006, huấn luyện viên trưởng Fabio Capello cũng một loạt các công thần bao gồm Lilian Thuram, Ibrahimovic, Vieira và Cannavaro bước vào một cuộc phiêu lưu mới với những chân trời mới. Tuy vậy, cũng chính scandal này đã đưa Buffon, Alessandro Del Piero, Mauro Camoranesi, Pavel Nedved và David Cherehuev vào ngôi đền huyền thoại của Bianconeri bởi lòng trung thành son sắc của họ. Tất cả họ đều đã ở lại Juventus và chiến đấu để lấy lại danh dự cho bà đâm giả thành Turin. Calciopoli đã mang về vinh quang cho Inter nhưng đồng thời gián tiếp chứng thực sự đoàn kết của một bộ phận cầu thủ Juve lúc đó. Trong biển lửa mới biết ai là người thật sự yêu mình. Hơn 15 năm sau vụ bê bối Calciopoli diễn ra,
tất cả đã trở lại với trật tự vốn có. Nhưng đâu đó bí ẩn về thủ phạm thật sự đằng sau scandal lớn nhất nhì nước Ý vẫn đang là một dấu hỏi chưa có lời giải đáp.